Review Moving, Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng, bộ phim siêu nhiên giả tưởng mới của Hàn Quốc có gì đáng xem? Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng là một bộ phim hành động, kinh dị, siêu nhiên của Hàn Quốc với sự tham gia của Lee Chung Ha, Kim Do Hoon và Kim Jun Chung trong các vai chính. Hãy cùng Quyền xem phim review xem bộ phim này có gì đáng xem. Bộ phim theo chân ba học sinh trung học là Kim Bong Suk, Chang Hae Soo và Lee Kang Hoon, những người có sức mạnh đặc biệt phải giấu kín với thế giới bên ngoài. Các sức mạnh đặc biệt bao gồm khả năng bay, Bong Suk, sự xuất sắc trong học tập và khả năng tự hồi phục vết thương, Hae Soo. Sức mạnh phi thường và tốc độ, Kang Hoon, được truyền lại từ cha mẹ của họ, có thể bị lợi dụng bởi kẻ xấu. Khi cả ba cố gắng trải qua 5 tháng cấp 3 và áp lực trên trường học, trong khi khám phá sức mạnh của mình, các bậc cha mẹ cố gắng hết sức để giữ an toàn cho con mình khỏi những con mắt xấu xa. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của những học sinh trẻ sở hữu sức mạnh siêu nhiên được di truyền từ cha mẹ của họ. Cha mẹ của tất cả các nhân vật chính trước đây đều làm việc cho Cục Tình báo Hàn Quốc. Sau đó đều quyết định từ chức và sống một cuộc sống bình thường. Và nguyên do tại sao thì vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, rắc rối ập đến khi những đứa con của họ bắt đầu sở hữu sức mạnh, khiến chính cuộc sống của chúng bị đe dọa. CIA đã sắp xếp một sát thủ để giết tất cả các cựu đặc vụ còn sống sót. Khi những vụ giết người của anh ta trở thành mối đe dọa quốc gia, các đặc vụ còn lại trở nên thận trọng. Ưu tiên hàng đầu của họ là cứu con mình bằng mọi giá. Cả ba học sinh đều thuộc trường Chung Won, nơi họ kiểm soát sức mạnh và sống một cuộc sống bình thường. Diễn xuất khá ấn tượng đến từ dàn diễn viên. Bộ phim bao gồm nhiều diễn viên nổi tiếng như Han Hyo Cho, đóng một vai trò quan trọng ngay cả khi không phải là nhân vật chính. Cô là mẹ của một trong những học sinh sở hữu năng lực đặc biệt, Bong Suk. Trong cảnh hồi tưởng, Han Hyo Cho phải vật lộn để nuôi dạy đứa con của mình với tư cách là một bà mẹ đơn thân. Diễn xuất của cô rất tự nhiên và nổi bật. Nói về nam diễn viên nổi tiếng khác, Seong Ri-ung, từng tham gia bộ phim Nghề Siêu Khó, anh cũng thể hiện vai diễn khá tốt. Sự đa tài của anh đã được chứng minh khi anh từ một ông chủ cửa hàng gà ngây thơ, chăm chỉ, trở thành một siêu anh hùng đánh bại kẻ xấu. Ngoài họ ra, các diễn viên chính khác vẫn chưa thể hiện được sự xuất sắc của mình trong 7 tập phim, bởi họ chỉ thể hiện vai học sinh. Tuy nhiên, diễn xuất của họ không quá tệ. Nhân vật Bong Suk được đánh giá cao bởi vì diễn vai một đứa trẻ có ngoại hình mập mạp, cần có sự can đảm, phải tác động đến cân nặng để phù hợp với vai diễn. Các phân cảnh chiến đấu đẫm máu, kịch tính. Frank, tên sát thủ, không chỉ đơn giản là giết các đặc vụ mà còn đảm bảo rằng họ sẽ chết một cách đau đớn. Mỗi cái chết được miêu tả quá rõ ràng như một vụ giết người ở tập đầu, khiến người xem sởn gai ốc vì kết thúc quá đau đớn của đặc vụ. Xem hình ảnh đẫm máu khiến chúng ta ớn lạnh, nhưng nó đặt ra tiêu chuẩn của bộ truyện, chứng tỏ đây là một bộ phim kinh dị siêu nhiên. Vì mỗi người có một sức mạnh riêng nên thật tuyệt khi được xem các cảnh chiến đấu khác nhau. Ví dụ, một đặc vụ sở hữu sức mạnh của điện. Nhìn anh ta tấn công Frank, người đàn ông có thể chữa lành vết thương, khiến toàn bộ phân cảnh trông cực kỳ thú vị. Bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm thấy thêm đặc vụ và sức mạnh mà họ sở hữu, chắc chắn những cảnh chiến đấu sắp tới sẽ rất hấp dẫn. Mặc dù cốt truyện và dàn diễn viên đầy hứa hẹn, 7 tập phim đầu không thu hút nhiều vì những câu chuyện trong quá khứ và lý do đằng sau những vụ giết người vẫn còn là một bí ẩn, nên 7 tập phim đầu không cung cấp quá nhiều thông tin. Bộ ba nhân vật chính hiện tại chưa tạo được nhiều ấn tượng, chưa khám phá được sức mạnh của bản thân. Vì vậy, khi biết tận dụng sức mạnh của mình, có lẽ sức hấp dẫn của họ sẽ thay đổi. Hơn nữa, cốt truyện không quá mới mẻ vì nó chỉ là một bộ truyện siêu nhiên. Rất may là có một số pha hành động đẹp mắt. Hy vọng rằng các tập tiếp theo sẽ thỏa mãn khán giả với nội dung bất ngờ ngoài dự đoán. Nếu mọi người yêu thích video của chúng mình thì like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.